Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Ngục Thiện TV. Lại là mình, Thiện đây. Trong cái video lần này, mình sẽ mang đến cho các bạn bài review so sánh về sự khác biệt cũng như là điểm giống nhau của hai cái cây BS12 và cái cây Atrox 88S Pro, để xem hai cây này có gì khác nhau nha. Các bạn biết rồi đó, một cây đó là huyền thoại rồi, làm nên tên tuổi của Lee Sung-dae, cây BS12 rất to này các bạn. Và một cây tân binh thôi, mới ra nhưng mà thật sự đang rất là hot trên thị trường, đó là 88S Pro. Đó là cái cây mà hồi lần trước mình có hai cái clip nói về hai cái cây này rồi á, mình có test thực tế cũng nhiều về cây này. Đó, thì hôm nay mình mang ra để mình xem cho các bạn xem hai cái cây này nó có gì khác nhau. Đánh như thế nào, đánh lưới như thế nào, đập thủ công như thế nào nha các bạn. Giờ thì intro xíu nha. Sở dĩ mà mình mang hai cây này ra review cho các bạn á, là mình thấy hai cây này nó tương đồng nhau khá nhiều về lối đánh các bạn. Tuy là hai cái cây này nó theo cái chiều hướng gọi là công thủ toàn diện, tuy nhiên thì nó về thiết kế mặt vợt nè, về đũa nè, về điểm cân bằng nè, mình thấy nó vẫn có một cái gì đó hướng công một chút xíu, để khi mà chúng ta cần đập á, thì những cái quả đập của chúng ta nó vẫn có lực nha, chứ không phải là mất lực hoàn toàn hoặc là quá nhẹ như những cây như là Nano Flare 800 các bạn. Rồi, các bạn nhớ nhấn subscribe kênh để không bỏ lỡ những video hấp dẫn của mình nha. Rồi bây giờ thì vào phần ngoại hình thôi các bạn. Đầu tiên là về ngoại hình đi ha. Thì hai cái cây này nó đều được sở hữu, hay còn gọi là được trang bị một nước sơn bóng các bạn, rất là nổi bật. Đây, các bạn có thể thấy nước sơn bóng, bóng hết, bóng từ chui vợt, cán vợt, đũa vợt. Tất nhiên thì chúng ta không thể nào so sánh một cái cây ra đời từ ngót nghét gần 10 năm là cây BS12 với cái cây mới ra đời cách đây mấy tháng là cây 88S Pro được các bạn. Về độ chi tiết thì cái cây 88S Pro mình đánh giá là nó chi tiết nhiều hơn, chi tiết nó, độ chi tiết của nó cao hơn nè các bạn. Đó, các bạn có thể thấy nó được hoàn thiện, cái nước sơn của nó tốt hơn so với cây BS12. Tuy vậy á, thì cái gì, cái này nó, cái cây BS12 này các bạn thấy cái sự đơn giản của nó khá là nổi. Mang vào sân thì các bạn nhìn cái mặt vợt nè, nó màu trắng. Cái này á, các bạn có thể dễ lầm tưởng đến mấy cái cây như là Vonchit DG, Vonchit 1 DG hay là Atrox DG, những cái cây đó nó cũng na ná như cái cây BS12 này các bạn, khá là dễ bị nhầm lẫn. Rồi còn về hình dáng bên ngoài thì sao? Thì các bạn có thể dễ dàng nhận thấy khi mà mình cầm cây này lên thì mình dễ dàng nhận thấy luôn. Đó là cái cây BS12 nó dài hơn cái cây 88S Pro 5mm các bạn. Đây nè, đây là mình để bằng nhau rồi nha. Nè, các bạn có thể thấy cái cây BS12 nó dài hơn 5mm. Đũa nó cũng dài hơn nè các bạn. Đũa vợt nó cũng dài hơn. Các bạn biết rồi đó. Đây nè, nó cũng dài hơn. Một cây vợt mà có chiều dài dài hơn, đũa dài hơn thì nó sẽ tăng về tốc độ, tăng về cái khả năng tấn công. Một cây vợt ngắn như 88S Pro nữa các bạn thì nó sẽ thiên về cái khả năng điều cầu và cái tốc độ đánh nó sẽ được cải thiện. Đó là ý đồ của nhà sản xuất khi mà họ làm vợt. Khi mà nhìn vào chiều dài của hai cây này á thì các bạn sẽ biết cái cây Victor BS12 là cái cây thiên công. Mình chỉ nói khi nhìn vào chiều dài thôi nha, là sẽ là một cái cây thiên công. Còn cái cây 88S Pro nó sẽ là một cây toàn diện phòng thủ. Tuy nhiên khi mà các bạn nhìn vào cái mặt vợt á, cái hướng thiết kế của cái mặt vợt á, thì các bạn sẽ thấy cái mặt vợt của thằng BS12 á, nó được thiết kế theo cái dạng lưỡi kiếm. Đây nè, các bạn có thể thấy nè, lưỡi kiếm nè, đây nó được vác ở đây nè, nó được vác theo cái dạng lưỡi kiếm lên đây. Thì cái dạng thiết kế này á, là dạng thiết kế theo cái chiều hướng phòng thủ các bạn, thủ cầu. Nó thiên về cái tốc độ, nó thiên về gọi là tốc độ điều khiển và kiểm soát đường cầu. Còn cái thiết kế mặt vợt của cái thằng 88S Pro á thì nó lại theo cái chiều hướng tấn công,
mặt vợt thiết kế dạng hình hộp. Đây các bạn có thể thấy dạng hình hộp là round box đó các bạn. Đó, thì dạng hình hộp này á thì nó tăng cái khả năng tấn công, nó ngộ đời gì á các bạn. Một thằng á thì làm vợt dài để tăng khả năng tấn công nhưng mà mặt vợt theo chiều hướng phòng thủ. À, còn một thằng 88S Pro này thì nó làm cái đũa ngắn về tăng về khả năng phòng thủ điều cầu nhưng mà mặt vợt thì theo chiều hướng tấn công. Nói chung là hai thằng này nó so le nhau, mắc cười lắm các bạn. Rồi, ngoại hình là vậy rồi. Bây giờ mình vào thông số chi tiết đi các bạn. Về thông số chi tiết á thì đây chính là yếu tố đã tạo nên tên tuổi của cây PS12 các bạn. Và cái cây PS12 này cũng đưa Victor, thương hiệu Victor đến với nhiều người hơn. Kiểu như là khi mà nhắc tới Victor thì mình chỉ biết là PS12 đó, hoặc là khi mà nhắc tới PS12 là nó là của Victor đó. Ngoài ra thì nhiều khi mình cũng không biết cây nào khác luôn á. Hồi trước mình PS12 là Victor. Victor mua PS12 đi, PS12 ngon lắm, Legendre đánh đó. Nhắc tới Legendre là PS12, mặc dù anh này đã đánh cũng nhiều cây 88S 220 nè đó. Thì PS12 này là đã khẳng định thương hiệu của Victor trên thị trường cầu lông trong nước cũng như là ở nước ngoài luôn các bạn. Rồi không lòng vòng nữa, thì cái cây PS12 này á, nó sở hữu một cái bộ thông số rất là ok. Đó chính là điểm cân bằng là 297mm, một cái thân không quá cứng. Mình cảm nhận là một cái thân nó có hơi dẻo xíu á các bạn, cứng trung bình thôi à. Và cái cây 4U này á, cây này là của mình là cây 3U nha các bạn. Cây 3U này á, cái trọng lượng của nó là khoảng 86-87g. Còn cái cây 4U á, thì nó khoảng 80.5 mà, nó khá là nhẹ các bạn. Vì thế nên mình khuyên các bạn á, được thì nên chơi cây 3U đi, để cảm giác đập nó tốt hơn. Thật sự mà khi cầm vô cây 3U á, mình đập xuống lắm, đập ngon hơn nhiều. Cái cây 3U này á, khi mà mình quấn cán xong hết rồi, mình đang lưới luôn, thì mình cân lên á, là nó khoảng 104g á các bạn. Đây nè, đây có cái hình mình cân cho các bạn xem. Thì mình khá bất ngờ với cái trọng lượng của cái vợt này. Đó, khi mà mình đánh á, những cái cú á, mình đập cảm thấy nó rất là lạ. Chắc là do là mình quấn nặng, hoặc là do cái cây này nó là cây 3U á các bạn. Đập nó xuống lắm. Thông số của PS12 là ok, là khá là đẹp đó các bạn. Vậy còn thông số của cây 88S Pro này thì sao? Đây là một cây vợt cân bằng, tuy nhiên thì nó hơi hướng công một chút. Tại sao mình nói như vậy? Tại sao mình nói hai cây này nó đều theo cái lối đánh là tấn công gọi là toàn diện nhưng mà nó hơi hướng công một chút? Thì ở đây đó chính là cái mặt vợt và cái điểm cân bằng của nó là 297 các bạn. Một cái điểm cân cây vợt có điểm cân bằng 295 là một cây vợt hơi hướng công, cho đến 297 là hơi hướng công rồi các bạn. 295 đổ xuống là một cây vợt toàn diện, trên 300 là một cây vợt công hoàn toàn luôn các bạn. Đó, thì cái cây này nó có độ cân bằng, có điểm cân bằng là 297mm. Cái thân cứng nha, cái thân của nó cứng hơn cái cây PS12 các bạn. Và cái cây trên tay của mình là cái cây 4U và trọng lượng của nó là khoảng 84g. Khi mà mình quấn cán xong, mình quấn ở đây là 3 lớp các bạn. Và sơn lưới nè thì mình để lên cân á, là trọng lượng của nó là 92g. Các bạn hãy xem mình ở đây, mình có cân thử cái cân tiểu ly. Thì cái mức cân này mình thấy ok nếu mà ở bản 4U. Còn ở bản 3U á, thì mình nghĩ nó cũng khoảng 99-100g như cái cây PS12 các bạn. Rồi, sau khi show cho các bạn về ngoại hình, hình dáng cũng như là thông số chi tiết của hai cây này rồi, thì bây giờ mình sẽ cho các bạn biết trải nghiệm thực tế của mình khi mà đánh hai cây này và so sánh hai cây này có ưu điểm và nhược điểm như thế nào nha các bạn. Mời các bạn xem video dưới đây.
Vừa rồi là các bạn đã xem cái clip mà mình test cái hai cây này rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ nhận xét về hai cây này. Thì cái cây 88S Pro á, mình thích nhất trong những cái tình huống đó là leo lưới, tì đè, phản tạc và ép đối thủ. Nó cái này nó các bạn á, đánh nhanh nó rất là linh hoạt các bạn. Mình nghĩ là có thể là do trọng lượng nó nhẹ hơn cái cây BS12, cho nên là mình cảm giác nó linh hoạt hơn. Khi mà mình leo lưới, mình đè lưới này nó rất là linh hoạt các bạn. Còn về cái phong cầu và đập cầu á, thì mình lại thích cái cây BS12 hơn các bạn. Cái cây này á, hồi nãy mình nói là nó dẻo hơn, cho nên là trong những cái tình huống mà chúng ta phong hoặc là chúng ta đập á, thì cảm giác nó cầu nó đi cắm và nó đi mạnh hơn. Tại vì dẻo mà, các bạn mượn được lực nhiều hơn so với một cái cây vợt cứng. Cái cây vợt này á, nếu mà cổ tay các lực cổ tay của các bạn á, phải là thật sự tốt thì các bạn mới phát huy được cái những cái cú đập của cái cây này. Nhưng mà thật ra cái cây này làm ra không phải để chúng ta đập nữa. Muốn đập thì các bạn nên mua 88D Pro đó. Còn cái cây này á, tại vì đũa nó ngắn nè, thân nó ngắn, cán nó ngắn nè, cho nên là các bạn sẽ không có mượn được lực nhiều. Và cái bản này á, nó lại là một cái bản nhẹ đầu nhất trong ba bản 88S nữa, cho nên là mình thích đập cái cây này hơn. Trong những cái trận đấu mà mình cảm thấy mình khỏe, mình bên kia đối thủ cũng có vẻ là không quá mạnh đó, thì mình mang cây này vào mình khè được các bạn, mình đập người ta rồi vỗ đồ này nọ. Còn những cái trận đấu mà mình cảm thấy cân bằng hoặc là mình yếu thế một chút đó, thì thôi mang cây này vào để thủ cầu đi, tìm kiếm cơ hội hơn là đập người ta đó. Bây giờ chúng ta tới cái phần cuối cùng đi, là hai cây vợt này dành cho ai đó. Nếu mà như mà các bạn đang phân vân không biết nên mua cây nào đó, thì cái phần này là cái phần mà dành cho các bạn đây nè. Đầu tiên á, là mình nói về cái độ thuần đi. Cây BS12 nó thật sự dễ thuần hơn cái cây 88S Pro nhiều các bạn. Lần đầu mình cầm vào á, cái cây này là bản 3U nha, thì đánh là mình thích liền luôn. Mình cảm thấy là mình có thể thuần được nó liền luôn, mặc dù nó 3U và 104 RAM đó các bạn. Còn cái cây này á, mình đánh tới nay khoảng gần 1 tháng rồi á, thì mình mới có cảm giác là mình có thể thuần được nó trong nhiều tình huống. Chứ còn khi mà mới đem về đánh được khoảng 1-2 tuần á, đánh thì ngon vậy đó, nhưng mà mình cảm giác là mình chưa có phát huy được hết lực của cái cây này. Các bạn biết rồi đó, một cái cây không quan tâm cái điểm nặng đầu nó như thế nào, chỉ cần nó dẻo một chút thì các bạn có thể dễ dàng thuần được nó. Còn cây cứng thì nó tùy vào cái lực tay cứng, thì lực tay của các bạn phải tốt, các bạn mới có thể thuần được nó, và nó khó thuần hơn. Mà thật ra mình để ý mình thấy chỉ có ông Jonas ông mới làm mấy cái cây vợt mà cứng ngắt thôi các bạn. Những cái cây cao cấp của Jonas đó giờ có cái nào mà dẻo đâu. 77 nè, 88 nè, thậm chí là 68D, 68S nó còn cứng ác nữa các bạn. Nó cứng hơn cả 88D, 88S luôn các bạn. Nó mà nó cứng một cách khó chịu chứ không có dễ chịu. Nhưng mà cái thằng 88D, 88S nó cũng còn mấy cây như 99 hoặc là 100 Z nó còn cứng hơn nữa. Không biết Jonas nó nghĩ sao mà những cái cây cao cấp của nó toàn là cây cứng không các bạn. Những cây tầm 1,5 triệu đô lại thì ok, có những cây dẻo hơn đó để chúng ta có thể tiếp cận được. Còn bên Lightning á, hoặc là Victor á, thì đa phần là những cái cây mà dẻo dẻo không à, đánh sướng lắm các bạn. Cái cây BS12 này là dành cho những bạn thích đập, thỉnh thoảng vẫn thích điều cầu đó, không quá nặng đầu đó, thân dẻo đó. Đó là những bạn mà sẽ đánh cái cây BS12 này. Còn những bạn mà chuyên về điều cầu, thủ, tì đè, phản tạc, thỉnh thoảng vẫn đập từ cuối sân, thì các bạn đó sẽ chọn cái cây 88S Pro này các bạn. Hoặc là bạn phải đánh cái dòng Jonas từ 88 trở lên trước đó, thì qua cái cây này các bạn sẽ không bị bỡ ngỡ đó. Còn nếu mà trước đó các bạn chưa đánh những cái cây cao cấp của Jonas á, thì khi mà qua cái cây 88S Pro này á, các bạn sẽ bị chưng hửng, hoặc là các bạn sẽ bị gọi là khó chịu với cái độ cứng của cái cây này, thậm chí là bị đau tay luôn á các bạn. Mình có một ông bạn là ông đánh cái cây 7000B đó, đánh được một thời gian rồi, khi mà cái cây này nó mới ra hot quá, mua sau mình khoảng đâu nửa tháng á, thì khi mà mới đánh khoảng tuần á, thì cảm thấy rất là đau tay và cảm như muốn bán luôn á các bạn. Nó rất là khó chịu về cái độ cứng của cái cây này. Tuy nhiên thì đến thời điểm hiện tại thì sau khoảng nửa tháng á, là tổng cộng là một tháng rồi á, thì ảnh đã thuần được rồi và ngon. Không muốn bỏ cây này luôn, không muốn bán lại nữa, dẹp luôn cái suy nghĩ đó luôn rồi các bạn, thích luôn rồi. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp ích cho các bạn trong việc là lựa chọn hai cây vợt này.
những bạn mà đang thắc mắc không biết nên mua cây nào, hoặc là đang thắc mắc giữa hai cây vật này á, thì sẽ có được sự lựa chọn hợp lý cho mình nha. À, các bạn nhớ bấm subscribe kênh và like video để mình có thêm động lực ra nhiều video mới nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.